Dạ, chào anh chị các bạn. Trưa nay hôm nay đã ngày 20 hôm nay đã là ngày 24 tháng 4 2019 nha các bạn. Trời bữa nay khá là nắng gắt. Độ ngoài trời ở Vũng Tàu bữa trưa có thể lên khoảng 31, 32, nghĩ cũng phải lên khoảng 35, 36 độ, khá là nóng. Tại một số nơi như ở Sài Gòn, Tây Ninh, độ có thể lên 40, 41 độ rồi nha các bạn. Đây buổi chiều mà Vũng Tàu nó lúc nó 31 độ C, đây là cái ngưỡng nhiệt độ khá là cao, bữa trưa là hơn 35, 36 độ rồi. Nên đi ra ngoài đường mấy ngày nay cảm thấy nó rất là do mót, cảm giác nóng hơn rất là nhiều. Mà được có cái khí hậu biển, nó gió biển cũng đỡ mở mát mát vậy bạn, nhưng mà ở một chỗ nó nóng lắm. Nóng nó đúng, sờ vô cái gì nó cũng nóng. Trời này bởi vậy những cái lúc mà trời nắng thì các bạn ở với những cái tán cây á, đi bộ với những cái rừng cây á, rất là mát, rất là thích. Dạ, nay thì mình có việc đi ra khu vực ở cái bãi trước, chỗ này đang đi ngang khu vực ở cái đường Nguyễn Thái Học. Trời nắng nóng mà đi phía dưới những cái con đường, cái hàng cây này rất là mát nha các bạn. Tuy nhiên nắng thì không có giống như cái nắng của gió Lào miền Trung, cái gió kia nó khô lắm nha các bạn. Gió ở đây nó vẫn còn có hơi nước, nhưng mà gió miền Trung là gió nó rất là khô, gió nó táp cho trong mặt là nó nóng rát, rất là rát. Tại nó mưa là mưa bên kia dải Trường Sơn đó rồi, còn cái hơi nóng nó bốc lên nó bay qua bên miền Trung á, gió Lào nóng lắm mà rất là khô. Trên đường phố Vũng Tàu mấy ngày nay đúng là kiểu như là rất là mau tốn cái năng lượng, như cảm giác như mình bị phơi khô. Tuy nhiên là nó không có bằng là một số cái vùng khác, mà cái nắng nóng, cái vùng hoang mạc thì nó nắng còn ghê gớm hơn nhiều.
mùa này cũng đang là cái mùa hè nên là đi ra ngoài đường nó cảm thấy là cái nắng nắng nó cũng hơi khó chịu, nhưng mà đi ra ngoài trời một xíu rất là nó sẽ quen chứ các bạn. Đi khoảng tiền hơn 15 phút nửa tiếng là quen, tất nhiên là bị tìm bóng mát chứ không là nó nóng quá là rất là nguy hại cơ thể. Cái này đi qua đường Lewido mà đây chị các bạn sẽ đi tiếp qua khu vực ở cái đường đi qua đô Nguyễn Hạnh ngang chợ quận 1. Này có công viên rất là mát, ngày nay là chỗ nào một cây xanh cây tốt á, cây cổ thụ á rất là thích. Từ biển rồi chị các bạn ơi. Ở đây cũng được ven biển rồi, này đi về hướng khu vực ở cái bến Rù Rì. Dạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cùng team dạo một vòng qua đường phố Vũng Tàu. Ngày hôm nay hẹn lại các bạn trong những tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.